Rồi. Hay xin chào các bạn. Thì mấy bạn tưởng mình chỉ có đây một một ngôi thôi đúng không? Ok, mấy bạn đã hiểu nhầm rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình là mẹ của Lê Vinh Tiến. Hôm nay mình sẽ cùng với Lê Vinh Tiến học bài. Thì Lê Vinh Tiến sẽ bước vào lớp 2. Trong năm học này Lê Vinh Tiến bước vào lớp 2, nhưng mà hiện tại tình hình dịch hiện tại thì không biết là chừng nào mới khai giảng nữa. Mình ở nhà thì mình tranh thủ mình dạy Tiến. Đây là sách toán lớp 2, cái này là sách giáo khoa chứ không phải sách bài tập. Mình sẽ tập sách giáo khoa này bạn Nè, Tiến bữa giờ. cái này là toán một, tập một, tập 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 một, Lớp 2. tập một của cái này lớp hai. Rồi, mình đã học tới trang thứ 10, trang 17 rồi. Hiện tại thì bạn Tiến đang làm bài trang số 18 với cái nội dung là tín Tính hiệu hiệu. và tổng. Thì bây giờ mình đang làm cái bài toán trừ. Toán trừ người ta hay người ta gọi là hiệu. Mấy bạn nào mà không hiểu hiệu với là tổng thì mình sẽ cho nhanh cái bài này có liên quan nè mọi người. Đâu rồi, để Bài kiếm này cho. nè, Đây 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 đây. Hơi xấu chút xíu. đây nè, bài Đó. này nè, Đây đây đây. là Đây là số 15 đúng không? Mày trừ đi số 4. Thì người ta gọi cái này, nếu mà cộng là cái này là tổng, nhưng mà ngược lại á, 15 cái này là trừ thì người ta gọi là hiệu nha. phân Nè. tích nhà số 15 là số Nè, gì? số 15 đúng Số không? Nè, 15 là số 15 là số bị trừ nha. Mấy người đừng có hiểu lầm là số 15 là số trừ, số 15 là số bị trừ. Số 4 là số trừ. Nè, đó, số 11 hồi nãy mình đã nói là số hiệu đó chưa? Đó, rồi còn cái số hạng với là tổng á thì cái đó là cộng á thì mới có. Ok. Ở nhà ai mà đang coi video của mình á thì comment 9 trừ 5 bằng mấy? không, tín hiệu của hai Ơi, số mình người lộn. ta sẽ không nói là 9 trừ 5 mà người ta sẽ nói tín hiệu của hai số 9 và 5, có nghĩa là lấy 9 trừ 5 bằng bao nhiêu đó, chứ người ta không kêu là lấy. Cho nên các bạn sẽ tính giùm mình 9 và 5 là bằng bao nhiêu, 50 và 20 là bằng bao nhiêu, 62 và 0 bằng bao nhiêu. Trong thời gian đó thì bạn Tiến sẽ làm bài tập này. 9 và 5 bằng bao nhiêu bạn Tiến? 9 và 5 hả? 9 và 5 bằng Ồ, bạn Tiến. nhớ là 4. Đây Lộn. là mình đang tính hiệu. Tín hiệu của hai số, Lộn, lộn, nên xin là lỗi. bạn Tiến đã bị nhầm lẫn là 9 và 5. Bạn Tiến lại làm do cộng bằng 14. Cộng thì người ta không gọi là tín hiệu mà người ta là tính tổng. Hiểu chưa mọi người? Mình cũng đã hiểu rồi nhưng mà nãy mình nói chơi gì thôi. Vậy chính tín hiệu của 9 và 5 là bằng bao nhiêu bạn Tiến? 9 và 5 á là hiệu đúng không? Là 4. Là số 4 á. Đúng rồi. Hiệu của 50 và 20 Hiệu với 50 và 20 là 30 quá gì. bằng bao Ê, nhiêu? ê cặp máy tính đi. Xin phép cho mình đi tiểu chút xíu nha. Trời ơi, bạn Tiến thiệt là không hiểu nổi. Đang học bài mà đi tiểu, trời ơi. Bạn Tiến đã đi tiểu vô rồi. Rồi, bạn Tiến ngồi xuống học, tập trung học tập đàng hoàng giùm tôi cái coi. Rồi, đến Ok. bài tập. Đây là chỉ là nãy giờ chỉ là một cái hướng dẫn cơ bản về số bị trừ, số trừ và hiệu để mọi người hiểu rõ hơn. Số nào là số trừ, số nào là số bị trừ và cái nào là hiệu. Hiệu là Hiệu là cái là trừ nè. lấy số lớn hơn trừ số nhỏ hơn nè. Đúng rồi. Thì số lớn hơn mình sẽ gọi là số bị Trừ. trừ. Số nhỏ hơn người Số ta sẽ gọi là là số số trừ. trừ. Bằng cái gì đó thì Đó. ta gọi là hiệu. Hiệu. Ok. Rồi. Mấy bạn á mà
nhà thì mình sẽ cho ra một câu hỏi là 9 trừ 5 bằng mấy, cộng trừ 5 bằng mấy. Đó thì mình chưa nói mà. Thì 9 nè, cộng 8 bằng mấy, nói comment ở dưới. 9 trừ 2 bằng mấy. Ok. À, này bằng mấy các bạn comment ở dưới nha. Cái này mấy bạn chị biết rồi. Mình sẽ nói một cái khó hơn nha. 5 cộng 5 ở lộn 55 cộng 55 bằng mấy. Comment ở dưới. Bạn nào đúng mình thả like cho. Ok. Rồi bỏ qua cái đó đi. Ủa 55 cộng bằng 100 đúng không? Mệt quá. Rồi bạn Tiến làm giùm mình cái bài đặc tính rồi tín hiệu giùm mình. Số bị trừ là 63 thì mình sẽ làm như thế nào? Okay. Số trừ là 20, mình đặc tính thì như thế nào? Bạn ghi thẳng ở trên đây giùm mình luôn. Okay. Ghi okay. Rõ ràng để cho mấy bạn xem nha. Mình ghi sẽ ghi là 63 này nè. Đúng okay. Rồi bút mình hơi lợt mọi người ạ. Mình sẽ lấy một cái bút khác. Ây da, bút này hơi lợt. Bạn ghi nhỏ lại để bạn ghi đủ chứ, 63 rồi số trừ ở đây. Okay. Nhỏ lại. Mình để mình làm mẫu cho bạn, bạn không hiểu gì hết. 63 nè. Đúng chưa? 63 là số bị trừ. Số bị trừ. Số trừ là 20 thì bạn ghi số trừ ở dưới này là 20 nè. Bằng bao nhiêu thì gạch ngang qua rồi bạn tính. Thấy không? Rồi, bạn tính đi. Rồi tiếp theo có bài B, bài C, bài D thì bạn cũng làm y chang như vậy luôn. Ok. Bạn cũng ghi rõ ràng như vậy nha. Ok. Bạn bao nhiêu? Qua mình sẽ ghi ở đây đám, cái đám này mình mới làm bộ chứa hành ai nãy rồi. Bây giờ mình sẽ pre-standing day. 78. Hơi xấu chút xíu. Mình không có nhìn rõ ở đây, cho mình để phải đi xuống đây mới biết rõ. Thông cảm một xíu, thông cảm một xíu. Nó trừ nè. Bảy mươi tám. Rồi, trừ 52. Mà lúc này á, mà mình viết xong thì chút đó mình cũng sẽ làm ghi mấy cái này rồi. Mà lúc đó mình sẽ dừng lại. Sau đó mình sẽ quay ra hướng khác và sau đó mình sẽ cho sau đó mấy bạn mình sẽ chiếu xuống đây chứ không cho mấy bạn nhìn ở đây nữa. Mấy bạn sẽ không biết được cái số mấy, là mấy bạn phải comment ở dưới ai mà đúng thì mình thả tim nha. Rồi bạn ghi giùm mình đi, 78 mà trừ cho 52 bằng bao nhiêu? Để cho mấy bạn để biết mình chứ. Để mình coi cái này cái. Để có một con bộ bạn không biết làm rồi đó. Tất nhiên mình không biết làm vậy. Cái bút này cũng lợt chứ trời. Viết hàng rồi ghi cho nó nhanh. Gì đó. Hơi xa xa chút xíu mọi người. Mình phải ghi số 6 ở đây trên chương này trước rồi mới ghi số 7 này, này mới. Ủa bạn hơi bị sai rồi đó nha. Cũng không đúng lắm. Số 6 có phải là số bị trừ đâu mà bạn ghi ở phía trên. Trời ơi thì bên mình trên ghi mới gọi là số bị sai trừ. Chút xíu, ghi hơi sai chút xíu. Thông cảm đi, mình bữa giờ mình hơi lộn chút xíu. Ghi hơi sai. Bạn hình như là bạn lộn hơi hoài luôn. Tại à, bữa giờ mình ở nhà mình không đi học nên mình quên rồi. Rồi bạn tính cái đó cho mình đi nha. 63 trừ 20 là bằng nhiêu? Okay, mà bạn sẽ, hướng dẫn mấy bạn luôn. Ở đây ở dưới nha. À, 3 mà cộng 0 này mấy bạn nghĩ à giúp cho 3 trừ là cộng. À là 3 mà trừ cái 0 á thì mấy bạn nghĩ là chắc là không phải bằng 3 đâu nhỉ. Mà nếu mà bạn nào mà chưa học lớp 1 thì chắc chắn mấy bạn sẽ không biết đâu. Mà mình nếu mà bạn nào biết thế thì comment dưới nha. Thì mấy bạn cứ tưởng là 3 mà cộng 0 thì chắc chắn không phải là bằng 3 đâu. Chắc là bằng số mấy mình cũng không biết nữa. Tưởng đâu là bằng 30. Ai ngờ đâu 3 cộng 0. Thì mình giải thích cho sơ sơ thôi nha. Số 3 nè. Là chữ là số 3. Mà 0 là không có số nào cộng hết á. Nha. Mà mình cộng 0 với 3 là nó sẽ bằng 3. Mà trừ cũng vậy. Trừ 3 mà trừ 0
vẫn là bằng rồi, xin lỗi nha. Bạn, nhưng mà tại vì ở đây á, là mình đang giáo trình của mình á, là đang dạy cho người lớp 2, cho nên là có thể là mấy bạn đã biết được rồi, bạn không cần phải mà giải thích nên là giống như là chia sẻ cái phép tính quá cụ thể như vậy. Rồi bây giờ bạn cứ tính đi, ví dụ như 63 trừ cho 20 thì 3 trừ 0 bằng 3, 6 trừ 2 bằng 4. Vậy hiệu của 62 và 63 và 20 là 43. Câu trả lời sẽ dừng ra sau ít phút mình qua. Rồi. Là số đó là 43. 43 đúng rồi. Rồi, okay. Tiếp theo, bài tiếp theo. Cho cha sau ít phút. Làm luôn đi, ít phút gì nữa, mệt quá. Rồi, không biết luôn. Quên rồi, đi rồi, để mình nhớ lại. 78 trừ 52. Mà không biết nữa. Lấy con số gì trừ trước. Nhớ rồi, nhớ rồi. Lấy số gì trừ trước đây. Chết rồi, mình hơi quên nha. Số, số 8. 8 trừ 2 bằng bao nhiêu? 8 trừ 2 bằng 6. Ghi số 6. Ok, ghi số 6. 7 trừ 5 bằng mấy? Ok. Mình sẽ... Mình chút nữa mình sẽ cho mấy bạn một cái trường hợp nha. Rồi bây giờ khoan cái trường hợp đó đi. Làm mấy phép tính này giùm cô giùm tôi cái. 78 trừ 52 bằng bao nhiêu? 26 đúng. 35 trừ 15 đó. Đây đây, cái trường hợp này không phải của mình nha, nhưng mà cũng là trường hợp nè. 5 trừ 5 chắc chắn sẽ là bằng 0. Mình, nếu mà mấy bạn không muốn ghi số 0 thì cứ ghi số 0 đi. Mọi người ai mà không muốn ghi thì cũng không muốn ghi. Sao không muốn ghi được? 5 trừ 5 là bằng 0 thì phải ghi vô chứ, đâu phải phép cộng đâu mà không muốn ghi. Rồi ghi số 0 vô. 3 trừ 1 bằng mấy? 5 trừ 5 bằng 0. Ừ, 3 trừ 1. 3 trừ 1 bằng 2. Rồi hiệu của 35 và 15 là bằng 20. Okay. Rồi bài toán tiếp theo là 97 trừ 6. Bài này rất là dễ 97. Luôn. Đây. Bài này mà mấy bạn nào không biết nữa là thôi mình bỏ tay chấm com luôn. Bài toán này là... Vậy bạn phân tích giùm mình coi, bạn đọc là hiệu của 71 phải lộn 70 97 trừ 6 bằng 91 là hiệu. Là người ta sẽ nói là hiệu của 97 và 6 là 91. Ok, mình sẽ cho mấy bạn ra một cái trường hợp này. Ok, mình sẽ bỏ cái cuốn này ra đi. Thì bây giờ á, mấy bạn tưởng là mới là trường hợp nè, 70 có ghi lại đi, 74 nè. Có 74 đúng không? Rồi bây giờ mấy bạn cộng cho 2 là quá dễ, nhưng mà mình trừ chứ không phải là cộng. Lộn. 7 nè. 74 nè. Mà trừ đi 2 là quá dễ đúng không? Rồi cái trường hợp này mấy gì nè, 74 74 trừ cho 64 đó, mấy bạn có hiểu bao nhiêu không? Dễ quá mà. Ôi, bây giờ bạn cứ làm bài tập toán trước đi. Rồi gặp cái trường hợp nào mà nó hơi khó thì mình sẽ phân tích rõ hơn cho mấy bạn kia. Bây giờ mà chưa gì hết mà bạn cứ kêu trường hợp này, trường hợp kia làm gì cho mệt. Giờ tính nhẩm nè, bạn tính được không? Ok con. 2 cộng 8 bằng nhiêu? 2 cộng 8 bằng 10. Giỏi, 10 trừ 8 bằng nhiêu? 2. 10 trừ 2? 8. Rồi, bài tiếp theo, 30 cộng 50 bằng? 80. 80 trừ 50. 80 trừ 50 bằng 30. 80 trừ 30 bằng 50. Rồi, bài tiếp theo. 86 nè mọi người. Cái này là 80. Này là 89. Quá giỏi. Rồi. Số cái số này à, bài này là gọi là tính gì ta? Tính
sơ đồ tính đó, phải không? Đúng rồi, sơ đồ tính. Rồi, ở đây nó sẽ có cái tổng nè, có những con số theo bậc thang, okay. Và có dấu hỏi. Ok, mình sẽ giải thích sơ sơ ra cho mấy bạn nha. Một, nếu mà trừ thì nó sẽ ở dưới, nhưng mà bây giờ mình chưa có biết cái trừ mà đi ra, mình chỉ dễ hiểu cái cộng thôi nha. Ok, nè bây giờ là 5 đúng không? 1 mà cộng mấy để bằng 5 thì mình chỉ đi ở đây. Và nếu không phải là không, mình đã cộng cái này rồi mà không được cộng cái khác này vô nha. Mình có thể cộng 1, cộng 2 bằng đó. Nó như là số 3 đó mọi người, hiểu không? Thì mình sẽ ghi số 4 ở đây. Là quá dễ với mọi người. Bây giờ qua đây mới khó nè. Mà giải thích thêm một chút xíu nè. Ở đây người ta sẽ có là gọi là sơ đồ phân nhánh. Sơ đồ phân nhánh thì có đây 2 cộng 1 bằng 3, 3 cộng 5 bằng 8. Thì nó cứ theo cái bậc thang như vậy á. Thì ở bên đây, ở đây mình thấy cái tổng nó là 5 rồi, thì một cái nhánh nó bằng 1, vậy cái nhánh còn lại nó sẽ là bằng 4. Tại gọi là sơ đồ phân nhánh mà. Đó, cho nên là một cái nhánh nó, một nhánh nó sẽ bằng hai số cộng lại với nhau. Rồi, bài tiếp B để cho bạn tiếng giải thích. Qua đây á thì nó sẽ hơi khó chút xíu nha. Rồi. Tại vì mình thay vì là mình ghi một cái thì mình sẽ ghi đến 1 2 3 4 5. 5 5 cái. Thì ở đây mình sẽ cộng một cái này nó 5 cộng 1 là bằng 6 đây trên đúng không? Bây giờ 1 cộng mấy thì chắc chắn sẽ là bằng 3 rồi. Đây, ở trên đây mới khó nè. 4 cộng mấy để bằng 5 thì chắc chắn là bằng 1 rồi. Rồi bây giờ ở đâu? 1 cộng mấy bằng 0 chắc chắn là sẽ là 0. Nếu mình đã giải thích ở trên đây rồi nên mấy bạn sẽ biết 1 cộng 0 là bằng 1 và 0 cộng mấy thì chắc chắn sẽ là bằng 3 nữa. Quá dễ. Rồi, số 3. Bài số 4. Câu hỏi kìa. Đúng không? Cái này nó cũng là sơ đồ nó tính vào sơ đồ phân nhánh luôn nha mấy bạn. Cái này để mình coi cái này là trừ hay là cộng, mình cũng không biết là trừ hay là cộng nữa. Có mẫu nó đã có ghi rồi, 70 là 30, 40 là gì? Cộng chứ. Trời, cộng. Ok, cái này là 20. Và cái này là cộng. Tính để tìm bó cỏ cho bò. Ok. Hiểu hả? Cái này là hiểu và hiểu. Ok. Thứ năm nữa mình sẽ nói cái này vô nha. Tại vì hồi nãy 25 trừ đúng rồi, 25 và 20 là cái này là hiệu. Thì cái này có nghĩa hiệu, bây giờ bạn lấy coi hiệu của 25 và 20 là bằng bao nhiêu? Là bằng 5. Ok. Là sẽ nói cái này vô con bò này nha. Và 89 và 87 là hiệu của 89 và 87 là bằng nhỉ? Để coi nhau. Wow. Ok. Thì mình sẽ nói con này vô cái này. Bạn biết tại sao không? Hiệu của cái này á là số 2. Dạ. 7 và 5 là bằng 2. Và bây giờ 1 x 1 là bằng 0. Vậy nói con này vô cái này luôn nha mọi người. Hello. Cái này là 5 triệu 3. Cái này cũng là bạn vô 2 luôn. Rồi còn cái bó cỏ còn lại là vô đâu? Ok. Nói nha con này. Rồi ok. Xong. Ok, và kết thúc cái bài này thì mình sẽ đón xem tập sau nha. Thì mình sẽ cho mấy bạn bài học tiếp theo của mình là mình sẽ học là nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu. Thì video sau mình sẽ với lại bạn Tiến sẽ hướng dẫn mọi người cái nội dung là nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu với bạn. Okay. Đón xem nha. Ngủ dậy chúng mình buổi chiều chúng mình ngủ dậy chúng mình sẽ quay một clip nữa. Hứa đi mà, hứa đi. Hứa đi. Ủa chị. Thì mấy bạn làm chứng nha, mẹ với mình là móc méo nha, làm chứng nha. Ok.
Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Rồi đăng chút nữa dậy đăng lên đi. Mệt quá.